Xin chào các bạn, thật vui vì được gặp lại các bạn trong livestream theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Vâng, mẹ bầu sẽ đồng hành cùng chúng ta hôm nay là chị Lê Thị Yến Nhi đấy ạ. Trong livestream ngày hôm nay, bên cạnh việc đồng hành cùng với chị Nhi đón bé chào đời, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe các bác sĩ Thu Cúc chia sẻ về hiện tượng dây rốn quấn cổ và nó có thật sự nguy hiểm như các mẹ bầu vẫn nghĩ hay không các bạn nhé. Đây là một trong những chủ đề mà các mẹ rất quan tâm và cũng là tình trạng bé nhà chị Yến Nhi đấy ạ. Vậy là ca sinh thường của chị Yến Nhi đã bắt đầu rồi đấy ạ. Chị ấy cũng đang rất là nghe hướng dẫn của bác sĩ đỡ đẻ và nữ hộ sinh. Các bạn khi lựa chọn sinh con tại Thu Cúc thì hãy lắng nghe những hướng dẫn của bác sĩ trong phòng sinh thường các bạn nhé. Việc nghe theo hướng dẫn sẽ giúp các bạn ít mất sức mà vẫn có thể vượt cạn thành công. Bên cạnh đó, để mẹ có một hành trình vượt cạn nhẹ nhàng nhất thì Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã xây dựng lớp học tiền sản hoàn toàn miễn phí trong gói thai sản trọn gói. Tại đây cung cấp cho mẹ bầu các kiến thức quan trọng như là dinh dưỡng thai kỳ tốt cho mẹ và bé, làm sao mẹ có thể lấy lại dáng sau sinh, và đặc biệt tại lớp học cũng sẽ cung cấp cho mẹ những bí quyết để quá trình sinh thường nhẹ nhàng không quá mất sức đấy ạ. Bên cạnh đó, Thu Cúc còn có vô vàn tiện ích hỗ trợ để hành trình đi sinh của mẹ sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Hãy comment inbox cho chúng tôi nếu các bạn muốn được tư vấn kỹ hơn về tiện ích trong gói thai sản của Thu Cúc nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với chị Yến Nhi nhé. Đội ngũ bác sĩ cùng nữ hộ sinh đang rất cố gắng hỗ trợ chị Yến Nhi có thể vượt cạn thành công đấy ạ. Các bạn hãy cổ vũ cùng chúng tôi bằng cách like, thả tim và để lại bình luận dưới đây để khuyến khích chị Yến Nhi nhé. Bên cạnh đó, đừng quên dự đoán xem bé nhà chị Nhi là bao nhiêu cân và là bé trai hay bé gái nhé. Vâng, vậy là bé nhà chị Yến Nhi đã chào đời rồi đấy ạ. Chúc mừng gia đình đã đón thêm thành viên mới là một bé trai vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Hiện tại bé đã được điều dưỡng đón và đưa ra khu chăm sóc để thực hiện các thao tác chăm sóc tiếp theo. Lúc này điều dưỡng đang lau gây vệ sinh cơ thể cho bé. Tiếp theo bác sĩ Nhi sẽ thăm khám sức khỏe ban đầu cho con để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường nếu có. Tiếng khóc của bé rất to phải không ạ? Đây là một dấu hiệu bình thường ở trẻ em mới sinh nên các bạn không cần phải quá lo lắng đâu nhé. Các mẹ hoàn toàn yên tâm nhé, vì ở Thu Cúc sẽ dành cho con những dịch vụ hoàn hảo nhất để con có một khởi đầu tốt nhất đấy ạ. Hiện tại thì bé đã thăm khám ban đầu sau sinh xong và không phát hiện dấu hiệu bất thường nào nên sẽ được thực hiện da kề da với mẹ nhé. Hai mẹ con rất là tình cảm phải không nào? Hiện tại chị Nhi đang được kiểm tra thông tin trên vòng định danh xem chính xác hay chưa. Hôm nay bé của chúng ta là một bé trai nên vòng định danh của cả mẹ và bé đều là màu xanh nhé ạ. Vòng định danh sẽ được đeo ở tay của mẹ và chân của bé trong suốt thời gian lưu viện để tránh nhầm lẫn xảy ra. Lúc này hai mẹ con đang được thực hiện da kề da với nhau đấy các bạn ạ. Việc thực hiện áp da sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả hai mẹ con, nhất là cho sức khỏe của trẻ sơ sinh. Mẹ biết không, khi đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói cho cả mẹ và bé sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi và các dịch vụ cao cấp khác đồng hành cùng hai mẹ con trong suốt quá trình mang thai và vượt cạn. Là đội ngũ bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm, mẹ được nghỉ ngơi tại hệ thống phòng lưu viện thoáng đãng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Em bé sau khi chào đời sẽ được tiêm vitamin K, vaccine viêm gan B, hỗ trợ thực hiện sàng lọc sau sinh. Cùng với đó là rất nhiều tiện ích dịch vụ cao cấp khác được dành tặng cho cả hai mẹ con đấy ạ. Bên cạnh đó, từng khoảnh khắc trong hành trình vượt cạn của mẹ và những giây phút đầu đời của bé đều được Thu Cúc ghi lại giúp gia đình chị Yến Nhi để làm kỷ niệm về sau. Đây là một trong những dịch vụ hoàn toàn miễn phí khi mẹ đăng ký thai sản trọn gói của Thu Cúc nhé. Nếu các bạn muốn được tư vấn nhiều hơn về dịch vụ này thì hãy comment inbox cho chúng tôi ngay nhé. Sau khi được áp da với mẹ, bé sẽ được chuyển sang khu chăm sóc để thực hiện những công đoạn tiếp theo như là mặc quần áo, đeo tất tay tất chân, đóng bỉm và quấn khăn nhé. Nếu đã tìm hiểu về dịch vụ thai sản thì mẹ biết những đồ dùng này đều là bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cho cả hai mẹ con. Vâng, và trong thời gian bé hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng trong phòng sinh thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề được đưa ra từ đầu livestream là dây rốn quấn cổ và nó có thật sự nguy hiểm như các mẹ bầu vẫn nghĩ hay không các bạn nhé. Hiện tượng dây rốn quấn cổ hay tràng hoa quấn cổ có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ hay trong thời gian mẹ bầu đau bụng chuyển dạ hoặc trong quá trình sinh. Tình trạng dây rốn quấn cổ không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào, do đó mẹ bầu sẽ không thể biết được là con mình có bị dây rốn quấn cổ, tay hay chân hay không trừ khi tiến hành siêu âm. Tình trạng thai nhi bị dây rốn quấn cổ có thể gây nguy hiểm, nhưng rất hiếm khi những biến chứng nguy hiểm này có thể xảy ra. Nếu mẹ bầu quá căng thẳng khi lo lắng cho thai nhi trong tình trạng này, hãy trao đổi với bác sĩ sản khoa để nhận được những lời tư vấn hữu ích nhé.
Mẹ biết không, trên thực tế có khá nhiều bé tự tháo được dây rốn quấn cổ khi ở tuần thai thứ 18 đến 25. Nếu trong trường hợp bé bị quấn cổ khi đã lớn sẽ không có phương pháp nào để tháo gỡ được, thì việc các bạn cần làm đó là khám thai theo đúng lịch định kỳ của bác sĩ và thường xuyên theo dõi thai máy. Khi thấy bé đạp quá ít hoặc quá nhiều thì cần đến bệnh viện kiểm tra ngay. Hy vọng với những thông tin vừa rồi, các bạn có thể hiểu hơn về hiện tượng dây rốn quấn cổ ở thai nhi rồi. Còn nếu băn khoăn hay thắc mắc về chủ đề này thì hãy để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với bé nhà chị Yến Nhi các bạn nhé. Bé rất là đáng yêu phải không nào? Những khoảnh khắc đáng yêu đầu đời này đều được đội ngũ media quay lại rồi. Hy vọng khi chị Yến Nhi xem lại thì chị sẽ có những cảm xúc đặc biệt với bé yêu của mình. Lúc này bé đang được điều dưỡng của chúng tôi đưa đi kiểm tra cân nặng đấy ạ. Vâng, vậy là bé được 3 cân 2 tính cả xăng quấn ngoài đấy ạ. Chúng ta cùng chúc mừng gia đình chị Yến Nhi và gửi lời chúc hay ăn chóng lớn đến bé các bạn nhé. Và bây giờ em bé sẽ chào tạm biệt mẹ để ra ngoài gặp bố đấy ạ. Chắc chắn là lúc này bố của bé cũng đang rất mong ngóng sự xuất hiện của con rồi. Hai mẹ con đang rất lưu luyến nhau. Hai mẹ con an tâm nhé, chỉ một chút nữa thôi thì sẽ được gặp lại nhau trong phòng lưu viện đấy ạ. Vâng, hiện tại thì bé đã được bố đón tay rồi các bạn ạ. Có thể thấy niềm hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của cả gia đình khi đón bé yêu phải không nào? Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng gia đình chị Yến Nhi nhé. Sau khi được gặp gia đình thì bé sẽ được chuyển vào phòng sơ sinh để tiếp tục theo dõi. Và đến khi con ổn định thì sẽ được chuyển về phòng lưu viện với mẹ đấy ạ. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì luôn dành cho các con sự chăm sóc tốt nhất. Vậy nên các gia đình có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo chân mẹ bầu Yến Nhi vượt cạn đón thiên thần nhỏ tại Thu Cúc. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment ngay tại đây để được chúng tôi giải đáp cụ thể hơn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.